Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em tin học 6, bài số 17, sách có nói chữ khúc của cuộc sống nha. Cho nó xem bài giảng của Hải Liêm, nếu có quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 2 phần 7, bài số 17 nha. Mình sẽ làm phần luyện tập. Câu số 1 tìm câu sai. Câu A, chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Mình thấy câu này đúng. Câu B, chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình. Câu này cũng đúng. Câu C, máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự tùy ý. Câu này là sai nha. Mình nhớ là máy tính sẽ thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự từ trên xuống. Đúng rồi. Chứ không phải là tùy ý được. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 2. Cho chương trình RAD như hình 6.15. Em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thực toán nào. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát hình 6.12. Như vậy là nhắm vào lá cờ thì sẽ nói là tìm điểm trung bình. Đúng rồi, trong 2 giây. Hỏi nhập điểm môn toán và đợi. Giờ đặt A chính là điểm môn toán. Hỏi điểm nhập điểm văn và đợi. Đặt B sẽ là điểm của môn văn. Hỏi nhập điểm môn tiếng Anh và đợi. Đặt C chính là điểm của môn tiếng Anh. Điểm đặt điểm trung bình chính là tổng của 3 điểm ABC cộng lại và chia cho 3. Đúng rồi. Nếu mà điểm trung bình lớn hơn 8 thì sẽ nói là bạn được hưởng ngôi sao trong 2 giây. Còn không thì bạn sẽ cố gắng lên nhé. Như vậy là chương trình này sẽ là chính là tính điểm trung bình của ba môn toán, văn và tiếng Anh. Đúng không? Và nếu mà điểm trung bình lớn hơn 8 thì xuất hiện thông báo là bạn được hưởng ngôi sao. Còn ngược lại thì sẽ là xuất hiện câu thông báo là bạn cố gắng lên nhé. Đúng không? Như vậy là câu B thì người ta kêu mình hãy xác định đầu vào đầu ra của toán đó. Như đầu vào chính là điểm của mỗi ba môn toán, văn và anh văn. Còn đầu ra chính là câu thông báo. Bạn được hưởng ngôi sao hoặc là bạn cố gắng lên nhiều. Đúng không? Câu C là hãy cho ví dụ cụ thể về giá trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng. Như giờ nếu mình sẽ cho ví dụ đầu vào, ví dụ là toán là 9 đi, văn 8, tiếng Anh 10 thì tổng điểm trung bình sẽ được là 9. Như vậy có nghĩa là chưa điểm trung bình 9 lớn hơn 8 thì xuất hiện thông báo chính là bạn được hưởng ngôi sao, đúng không? Còn câu D thì mình sẽ trình bày thực toán bằng sơ đồ khối. Như mình sẽ chuyển cái thực toán này thành sơ đồ khối, đúng không? Như vậy thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1 và số 2. Câu số 2 cho các em luôn nha. Trước hết mình sẽ trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 thì câu sai chính là câu C. Máy tính có thể thực hiện các lệnh chương trình theo trình tự tùy ý là sai. Máy tính có thể thực hiện lệnh trong chương trình từ trên xuống. Đúng này. Giờ câu số 2, câu A hình trả lời là chương trình này thực hiện thuật toán tính điểm trung bình của ba môn toán, văn và tiếng Anh để hưởng ngôi sao. Đúng này. Câu B mình trả lời là đầu vào chính là ba số ABC lần lượt chính là điểm của môn toán, văn và anh văn. Và đầu ra chính không báo bạn được hưởng ngôi sao hay là bạn cố gắng lên nhé, tùy theo điểm nó lớn hay nhỏ, đúng không? Còn câu C ví dụ. Câu C thì mình sẽ cho ví dụ về các điểm. Ví dụ như học sinh có điểm toán là 9, văn là 8 và điểm tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầu vào sẽ là điểm trung bình. Dữ liệu đầu vào chính là 9, 8 và 10 và tính được điểm trung bình sẽ là 9 cộng 8 cộng 10 và tất cả chia cho 3 phải là 9. Đúng rồi. Đúng rồi. Vì điểm trung bình lớn hơn 8 nên đầu ra không báo là bạn được hưởng. Đúng rồi. Đúng rồi. 9 cộng 8 là 17 cộng 10 là 27. 27 chia 3 sẽ là bằng 9. Đúng rồi. Giờ mình sẽ cho ví dụ của học sinh số 2 có điểm toán là 7, điểm văn là 5 và điểm anh là 8. Khi đó dữ liệu đầu vào sẽ là 7, 5, 8. Chương trình tính điểm trung bình 7 cộng 5 cộng 8 chia 3. 7 cộng 5 cộng 8 bằng giờ chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ là 6,6 mấy? Mình sẽ làm tròn là 6,7 đi. Đúng không? Vì điểm trung bình sẽ nhỏ hơn 8 nên đầu yes thông báo chương trình thông báo sẽ là bạn cố gắng lên nhé. Đúng không?
Giờ như là mình trả lời xong câu ABC, mình sẽ qua tiếp câu D luôn nha. Giờ tiếp theo câu D thì mình sẽ trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối. Như mình sẽ trình bày sơ đồ khối như sau. Như là bắt đầu, nhập điểm toán chính là biển A nha. Điểm dân chính là điểm B và điểm tiếng Anh sẽ là điểm biển C. Sau đó mình sẽ tính điểm trung bình chính là tổng của ba ABC chia cho 3. Nếu mà điểm trung bình lớn hơn 8 đúng thì xuất hiện thông báo là bạn được hưởng ngôi sao. Còn nếu là sai thì xuất hiện thông báo là bạn cố gắng lên nhé. Và kết thúc cuộc tập đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Cho chương trình Brush như hình 6.16, em hãy trả lời các câu hỏi sau. Chương trình đó thực hiện công việc gì? Bây giờ mình sẽ quan sát chương trình và mình mới trả lời được. Như vậy là hình 6.16 chương trình Brush, như vậy là khi mình bấm vào lá cờ thì sẽ nói là xin chào trong 2 giây. Mình sẽ lặp lại 10 lần, di chuyển 10 bước. Chơi chống 1. Trong phẩy 0,25 nhịp. Chỉnh kiểu quay đầu, quay khành left right. Nếu chạm biên thì sẽ bật lại. Đúng nè. Như mình thấy là chương trình thực hiện là nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần. Công việc di chuyển 10 bước, nếu chạm biên thì sẽ quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển, chương trình sẽ phát ra tiếng chào. Chơi chống trong 0,25 giây. Đúng nè. Giờ câu B là các cấu trúc điều khiển tuần tự, dãy nhánh và lập có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình thể hiện cấu trúc đó. Như vậy là ở đây mình thấy là có cấu trúc tuần tự, có nghĩa là từ trên xuống thì gọi là cấu trúc tuần tự. Nhân vật nói xin chào, đúng không? Sau đó mình sẽ đến một cái lệnh dãy nhánh. Nếu chạm biên thì sẽ bật lại là dãy nhánh nhé. Còn cấu chính là cấu trúc lặp lại 10 lần chính là cấu trúc lặp, lặp lại 10 lần, đúng không? Giờ câu C là thực hành tạo chương trình bằng Rust. Như vậy mình sẽ mở chương trình Rust ra, mình sẽ làm cái chương trình này vô máy, đúng không? Như vậy là mình sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. Như vậy câu số 3 các em trả lời như sau. Chưa hết là câu A, thì mình trả lời là chương trình RAD ở hình 6.16 thực hiện công việc như sau. Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước. Nếu chạm biên nha, có nghĩa là đường biên ấy, thì sẽ quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển, chương trình sẽ phát ra tiếng âm thanh chính là tiếng chấm nha. Còn câu B thì trả lời là các cấu trúc điều khiển tuần tự diễn nhánh lập được sử dụng trong chương trình, ví dụ là cấu trúc tuần tự thì nhân vật nói xin chào sau đó mới di chuyển, đúng không? Tuần tự có nghĩa là thực hiện từ trên xuống dưới. Cấu trúc dãy nhánh có nghĩa là lệnh nếu, đúng không? Lệnh nếu chạm biên thì sẽ bật lại. Cấu trúc lặp có nghĩa là lặp lại bao nhiêu lần đó thì gọi là cấu trúc lặp. Cụ thể ở đây sẽ là lặp 10 lần. Đúng không? Giờ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em mở chương trình Rust ra, mình sẽ làm chương trình đó luôn nha. Giờ các em trả lời, các em sẽ viết cái phần trả lời câu A, B, sau đó mình sẽ làm câu C nha.
Giờ bây giờ mình sẽ thầy sẽ mở chương trình Red, thầy sẽ làm giống như cái hình 6.16 nha. Giờ như là thầy đã mở chương trình Red 3.29.1. Như vậy trước hết thầy sẽ chỉnh cái chữ Việt Nam cho các em dễ hình hiểu nha, tiếng Việt chữ này. Giờ như vậy là trước hết là ấn vào lá cờ, như là sự kiện này, nhấn vào lá bấm khi bấm vào lá cờ được này. Giờ tiếp theo là nói xin chào trong 2 giây, nói xin chào trong 2 giây được này. Sau đó lặp lại 10 lần. Được này. Giờ di chuyển 10 bước. Chuyển động này. Di chuyển 10 bước này. Được này. Giờ sau đó đến chơi trống. Mình sẽ vào âm thanh xem có phần chơi trống hay không. Thì mình thấy là có phần phát âm thanh, ngừng âm thanh, thay đổi hiệu ứng. Mình không thấy là cái phần chơi trống. Như vậy ở đây mình sẽ khiêm. Giờ như là mình thấy không thấy cái phần chưa chấm, như vậy là các em sẽ bấm nút cộng dưới đây nha. Giờ các em khiêm phần âm thanh chưa? Đúng rồi. Thì lúc này mình sẽ có phần chưa chấm. Giờ mình sẽ kéo phần chưa chấm vô. Giờ đúng rồi. Giờ chưa chấm trong 0,25 nhịp. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là phần chỉnh kiểu quay. Giờ tiếp theo mình sẽ đặt kiểu xây nha. Trong sách thì để là chỉnh kiểu quay, nhưng mà chương trình cái phiên bản mới thì người ta sửa cái chữ là đặt kiểu xây đúng không? Giờ sau đó mình sẽ nếu chạm biên thì bật lại. Giờ ở đây mình sẽ chọn là bật lại nếu chạm cạnh nha. Đúng không? Từ ngữ nó sẽ khác một chút nhưng mà cái ý nghĩa cái ý nó sẽ giống nhau đúng không? Vì mỗi phiên bản thì nó sẽ thay đổi chữ một chút xíu nha, nhưng mà cái ý nghĩa là không thay đổi. Giờ như vậy là sau như là mình đã làm xong nha. Mình sẽ bấm lá cờ để mình thực hiện thử. Đây xin chào đúng không? Đó. Xin chào. Giờ di chuyển này. Trong lúc di chuyển thì sẽ có tiếng trống phát ra. Nếu chạm cạnh thì sẽ quay lại đúng không? Bật lại. Đúng rồi. Còn nếu không có chạm cạnh thì cứ việc đi tiếp đúng không? Giờ như vậy là thầy đã hướng dẫn các em làm cái câu C giờ đúng không? Thực hành tạo chương trình RAD. Mình sẽ lo tiếp phần bài giảng nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu vận dụng nha. Câu vận dụng câu số 1. Người ta kêu mình hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số A và B. Từ sơ đồ khối đó hãy viết chương trình RAD thực hiện thuật toán nha. Giờ như vậy là thầy sẽ làm câu số 1. Trước hết mình sẽ vẽ sơ đồ khối. Sau đó mình sẽ viết chương trình RAD thôi. Đúng không? Giờ như là sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số A và B như sau. Như vậy là trước hết là bắt đầu này, nhập hai số AP. Nếu mà A bằng B, câu này đúng thì mình sẽ xuất hiện thông báo là hai số bằng nhau. Còn nếu sai thì mình sẽ so sánh tiếp. Nếu mà A lớn hơn B đúng thì mình xuất hiện thông báo là A lớn hơn B. Ngược lại sai thì mình sẽ xuất hiện thông báo là số lớn hơn sẽ là B. Sau đó mình sẽ kết thúc chương trình đúng không? Giờ các em sẽ vẽ sơ đồ khối vào nha. Sau đó mình sẽ làm cái chương trình ra luôn, đúng không?
Giờ tiếp theo mình sẽ làm chương trình draft như sau nha. Như là khi bấm vào lá cờ thì mình sẽ hỏi là nhập số A và đợi. Mình sẽ đặt biến A chính là câu trả lời. Đúng rồi. Giờ sau đó mình sẽ hỏi nhập số B đợi và đặt B chính là câu trả lời. Giờ nếu A bằng B thì mình xuất hiện câu nói là hai số bằng nhau trong 2 giây. Ngược lại nếu không thì có nghĩa là ngược lại. Nếu mà A lớn hơn B thì xuất hiện câu thông báo là A nói A, có nghĩa là A sẽ là số lớn lớn nhất đó nè. Như thì ở đây mình sẽ có thể chỉnh sửa lại nói A là số lớn nhất đúng nè. A là số lớn hơn đúng nè. Không thì mình sẽ nói là B sẽ là số lớn hơn đúng nè. Giờ như vậy là các em sẽ làm tương tự nha. Nhưng mà chỗ này thì các em sẽ thay đổi một chút, có nghĩa là nói A là số lớn hơn, còn đây là nói B sẽ là số lớn hơn đúng nè. Giờ hãy sẽ mở chương trình RAT ra làm cho các em xem luôn nha. Giờ như là mình thầy đã mở lại chương trình RAT, bây giờ thầy sẽ xóa cái này. Thầy xóa cái này, thầy làm ở cái mới nhé cho các em dễ hiểu. Giờ khi bấm vào lá cờ thì sẽ hỏi. Giờ mình sẽ vào phần cảm biến nhé, hỏi tên của bạn là gì. Như vậy mình sửa lại là nhập số A, hỏi nhập số A đúng không? Giờ đợi, mình sẽ lấy câu trả lời ra luôn đúng không? Như mình sẽ đặt A chính là câu trả lời. Giờ mình sẽ qua các biến số nha. Mình sẽ tạo biến ABC. Tạo biến A trước này, tạo biến B luôn và biến C. Ok, giờ sau đó mình sẽ đặt biến E thành chính là câu trả lời. Được. Giờ sau đó hỏi tiếp cảm biến hỏi nhập số B. Giờ mình sẽ lấy câu trả lời. Giờ đặt cái biến số này. Mình sẽ đặt B. Ở đây mình sẽ chọn biến là B nha. Chính là thành câu trả lời. Đúng này. Giờ ở đây mình sẽ níu điều khiển này. Nếu thì. Nếu không thì. Giờ như mình sẽ chọn cái phần này. Nếu khi, nếu không khi. Nếu A bằng B. Giờ ở đây mình sẽ chọn các phép toán. Ba. Nếu A bằng B các biến, nếu A bằng B thì nói giờ nói hai số bằng nhiêu. Đúng nè. Giờ tiếp theo nếu không thì nếu tiếp nha. Giờ mình sẽ đến phần nếu tiếp. Nếu thì nếu không thì giờ mình sẽ ghép vô đây luôn, đúng nè. Nếu A lớn hơn B các phép toán lớn hơn
Nếu A lớn hơn B, có biến số A lớn hơn B. Hess nói giờ ở đây mình sẽ sử dụng phép toán kết hợp nhé. A là số lớn hơn đúng rồi. Giờ nếu không hề có nghĩa ngược lại, giờ mình sử dụng phép kết hợp tiếp. Nói chứ. Nói. B sẽ là số lớn hơn, đúng nè. Giờ sử dụng phép toán kết hợp tiếp. B là số lớn hơn. Đúng nè. Giờ như là mình đã xong chương trình, đúng nè. Giờ bây giờ thầy sẽ thực hiện bấm lá cờ cho nó chạy khẩn nha. Giờ bây giờ nhập số A, ví dụ số A là 10. Nhập tiếp số B là 20 đi. Nhập như vậy là lúc này sẽ là số 20 sẽ lớn hơn, đúng nè. Giờ mình sẽ trả lời. Nhập số A là 20. Số B là 15. Như vậy là 20 sẽ là số lớn hơn, đúng nè. Giờ như là mình đã tạo xong chương trình đó, mình sẽ trả lời bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Em hãy viết chương trình RAP thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số. Giờ như là các em sẽ làm giống như thế này nha. Chương trình RAD thực hiện thuật toán tính toán trung bình cộng của ba số. Như vậy là mình sẽ làm như sau. Như vậy mình sẽ nhập số A nè. Đặt A thành câu trả lời. Nhập số B, đặt B sẽ là câu trả lời. Nhập số C, đặt C là câu trả lời. Đúng không nè. Sau đó mình sẽ ở đây mình sẽ tạo thêm một biến nữa cũng được nha. Biến sẽ là trung bình cộng ba số, chính là tổng của ba số chia cho ba. Đúng nè. Giờ thầy sẽ làm mà cái chương trình này, thầy sửa chỗ này chút nha. Đúng nè. Giờ thầy sẽ mở RAD làm cho các em chính cho các em xem chính xác chỗ này. Thầy sửa chỗ này chính là trung bình cộng của ba số chứ không phải là A. Giờ như vậy là thầy đã mở chương trình RAD. Giờ thầy sẽ xóa cái cũ đi, thầy làm cái mới cho các em dễ hiểu nha. Các em sẽ chọn và bấm delete là được, đúng không? Giờ như vậy là khi bấm vào lá cờ hỏi nhập số A và đợi, đúng không? Giờ cảm biến là hỏi nhập số A và đợi, mình sẽ lấy kết quả đây. Giờ sau đó mình sẽ đặt. Giờ các biến ABC có giờ ở đây mình sẽ tạo khi một biến trung bình cộng nha. Trung bình cộng của ba số. Để đặt. Đặt A hơn câu trả lời. Giờ hỏi tiếp. Nhập số B. Giờ mình sẽ lấy câu trả lời.
Mình sẽ đặt tiếp. Các biến số đặt B chính là câu trả lời. Hỏi tiếp. Nhập biến C. Nhập số C nha. Giờ đặt tiếp. Biến C sẽ thành. Giờ đặt tiếp. Mình sẽ lấy biến trung bình cộng nha. Chính là tổng của ba số chia cho ba. Giờ các phép toán. Phép toán chia. Giờ phép cộng ba số. Đây phép cộng này. Giờ phép cộng ba số. Còn thêm ghép thêm một phép cộng nữa cho độ ba số nhé. Đây là biến A, đúng nè. Mình sẽ cho qua biến vào nhé, biến A nè. Cộng biến B. Cộng biến C. Giờ tất cả chia cho ba. Đúng nè. Giờ ở đây mình xuất hiện câu nói luôn nha. Nói. Giờ mình sẽ sử dụng phép toán kết hợp. Trung bình cộng là. Trung bình cộng của ba số là. Giờ chính là biến trung bình cộng. Giờ các em có thể tăng cái số giây này lên nha. Đúng nè, để cho mình nhìn cho nó rõ. Đúng nè. Giờ thầy sẽ chạy khởi chương trình nha. Như vậy là nhập số A nè. Nhập số B. Nhập số C tính trung bình cộng. Giờ xuất hiện không bao. Đúng nè. Giờ mình sẽ chạy lại chương trình. Nhập số A ví dụ như là 5, số B là 10, 10, C là 15. Như vậy trên trung bình cộng của ba số sẽ là giờ như vậy là lúc lúc nãy thì thầy quên cái câu trả lời nha. Các em sẽ kéo cái phần trả lời, kéo cái phần ra. Giờ các em kéo vô đây, có nghĩa đặt phím C thành câu trả lời. Giờ sau đó mình chạy đúng không? Giờ như vậy lúc này các em nhớ là thầy quên cái phần trả lời, các em sẽ kéo cái phần trả lời qua và bỏ vô đây nha. Giờ sau đó thầy sẽ chạy lại cho các em xem. Mình sẽ nhập biến A ví dụ như là 2, biến B 4, biến C là 6, thì mình sẽ tính trung bình cộng của ba số chính là số 1, đúng nè. Như vậy các em sẽ làm giống vậy nha, là ra kết quả đúng, đúng nè. Giờ các em sẽ làm giống vậy nha. Giờ các em làm xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.